Từ đầu năm 2022 đến nay, chỉ số sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng phục hồi và tăng trưởng, cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng, xuất siêu là 227 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Theo báo cáo của Cục Thống kê Đà Nẵng, 4 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đà Nẵng tăng 2,35% so với cùng kỳ 2021. Đặc biệt, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh, ước đạt hơn 1 tỷ 079 triệu đô la Mỹ, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 653,5 triệu đô la Mỹ, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 426 triệu đô la Mỹ, giảm 0,3%. Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp và xuất khẩu trên địa bàn thành phố đang phục hồi, nhưng doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như giá dầu thô khi đốt trên thế giới tăng cao, chi phí logistics tăng và nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho các doanh nghiệp cũng tăng, tác động đến chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trường tiêu thụ sản phẩm đối với một số ngành không thuận lợi. Đối với công ty cổ phần cao su Đà Nẵng là một cái đơn vị chuyên ngành về sản xuất xăm lốp các loại. Trong cái cấu thành của sản phẩm của mình thì nguyên vật liệu nó chiếm trên 70%. Trong đó có các sản phẩm từ dầu mỏ, nó chiếm cũng tỷ trọng rất là lớn. Cái yếu tố về giá cả nó ảnh hưởng rất là nhiều. Đặc biệt là công tác xuất khẩu, chúng tôi tỷ trọng xuất khẩu cũng chiếm gần 50%. Khi mà giá dầu tăng, chi phí nguyên liệu tăng, thì đương nhiên là cái chi phí logistics chúng tôi đưa sản phẩm từ đây qua các nước. Bây giờ DDC xuất khẩu trên 40 nước rồi. Cho nên chính vì thế cho nên nó khi mà cái giá dầu nó tăng, chi phí logistics tăng thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Rõ ràng trong điều kiện nền kinh tế từng bước phục hồi, các doanh nghiệp, ngành công nghiệp và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu của thành phố cũng đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, nhạy bén với thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, giữ vững thị trường truyền thống và không ngừng tìm kiếm các thị trường mới. Tuy nhiên, tình hình chiến sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine khiến cho nhiều doanh nghiệp thiếu hụt nguồn cung sản xuất, hoạt động xuất khẩu sang Nga gặp nhiều rủi ro. Giá dầu tăng khiến chi phí vận chuyển tăng cao. Nếu tình hình này kéo dài, doanh nghiệp sẽ càng gặp khó khăn. Tức là hiện nay cái giá vận chuyển, logistics, ví dụ trước đây tôi đi một công tên từ cảng Tiên Sa Đà Nẵng đến cảng Hamburg của Đức, châu Âu, nó rơi vào tầm 1.900 đến 2.100 đô trên một công tên 20 feet. Nhưng đến bây giờ tôi phải trả đến 10.300 đô. Nhưng mà không phải là chấp nhận trả mức giá đó mà dễ có công. Có lúc phải chờ hàng tháng trời hàng mới xuống cảng được. Đó là cái khó khăn lớn nhất mà hiện nay cái này không riêng gì tôi đâu. Mà cả cái hệ thống doanh nghiệp có yếu tố xuất khẩu đều chỉ chúng cái này. Tôi đã từng trao đổi và có kiến nghị là các cái hiệp hội và Bộ Công Thương cần phải ngồi lại với nhau để tìm cái lối gỡ này. Nếu kéo dài thế này thì xét cuối cùng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trước những biến động của thị trường, ngành công thương đã có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường xuất khẩu thông qua hoạt động kết nối cung cầu xuất khẩu, tham gia hội chợ triển lãm quốc tế, tổ chức đón các đoàn kết nối giao thương nhằm tìm kiếm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một thị trường để hạn chế rủi ro, khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu tiểu ngạch chuyển sang xuất khẩu chính ngạch, nghiên cứu nhu cầu thị trường để tham mưu sản xuất các mặt hàng phù hợp với nhu cầu thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, nếu giá xăng dầu và chi phí logistics nêu cao như hiện nay và thậm chí có khả năng sẽ tiếp tục tăng, thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục gặp bất lợi trong sản xuất, kinh doanh.